nằm bất động trong lá mồ. Và ngày mai Chúa sẽ phục sinh, sống lại ra khỏi mồ. Hôm nay là ngày rất đặc biệt, chúng con vừa du kinh thánh giá để tưởng nhớ đến Chúa. Ngày mai Chúa sẽ sống lại để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi. Cộng đồng chúng con từ khắp bốn phương về đây để thực hiện cái nghĩa cử mà Chúa còn sống, Chúa đã dạy chúng con. Thầy là Thầy, là Chúa mà rửa chân cho các con, thì sau này các con sẽ rửa chân cho nhau. Sau này chúng con thực hiện lại nghi thức rửa chân cho nhau, và chúng con cũng sẽ nguyện lần sẽ rửa chân cho nhau sau này. À, thưa anh chị em, hôm nay ta sẽ tái diễn lại ý nghĩa của Chúa Giêsu quỳ xuống rửa chân cho anh chị em. Vậy những ai hôm nay ta rửa chân, hãy cố gắng về nhà rửa chân cho anh chị em của mình bằng tất cả mọi sự tốt đẹp nhất cho anh chị em của mình. Những điều gì tốt đẹp nhất để làm cho anh chị em của mình, đó là cử chỉ mà hôm nay tôi quỳ xuống rửa chân cho anh chị em. Thì anh chị em trở về nhà để làm tất cả những điều đẹp nhất cho anh chị em của mình. Và chúng ta những ai rửa chân trước hết thì thời giờ còn lại hãy cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho anh chị em của mình và tạ ơn Chúa. Những ai rửa sau cùng thì chờ đợi cầu nguyện cho anh chị em của mình và xin Chúa chuẩn bị rửa chân cho mình. Đó là tâm tình mà chúng ta nhận được tâm Chúa trong ngày hôm nay. Ngày cử này rất là thiêng liêng cho chúng ta. Xin Chúa một chút lành cho tất cả chúng con, vì chúng con muốn sống tốt với mọi người. Chúng con cũng muốn mọi người hiểu được Chúa để họ được cứu độ, để họ sống theo lời dạy của Chúa và được cứu độ. Cầu xin Chúa hãy vinh dự tất cả những anh chị em này, và anh em hãy cố gắng hiểu được Chúa để anh chị em thực thi lời Chúa và sau này được Chúa cứu độ chúng ta. Ngay cả đời này chúng ta được hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Chúa Trời của chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần tái chức lành cho anh chị em. Sau mỗi một lần cho rửa cho 30 người thì tất cả chúng ta cùng quỳ xuống đọc kinh một kinh thánh mừng cho 30 người khác. Và trong khi cho rửa thì có lúc anh chị em cộng đoàn hát thao, có lúc anh chị em sẽ nghe giảng và trở lại tùy những anh chị em, tùy những người mà sắp xếp cho anh chị em nghe giảng hay là bài chung hay là bài chủ trong một chương trình đặc biệt này. Nhưng rồi thì chúng ta cùng nhìn nhận với nhau, cùng yêu với nhau để chúng ta phát huy được đạo của Chúa. Tôi cầu chúc anh chị em trong ngày Phục sinh được tràn đầy ơn Chúa qua việc rửa chân cho nhau, qua việc anh chị em được rửa chân với anh Chúa chúc lành cho anh chị em. Hôm nay chính thức Chúa đã đến với anh chị em, đã sợi vào bàn chân của anh chị em và những lòng được ơn Chúa. Để mà chúng ta suy nghĩ thật sâu để chúng ta cảm được là cứ sợ vào bàn chân của chúng ta. Bây giờ chúng ta đọc bài kinh thánh mừng cầu nguyện cho những người đang bị gì ở đây. Kinh mừng mà Maria đầy ơn Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà còn phước lạ. Thánh mừng chúng con để đi dân Chúa cho các đặng linh hồn đặng lên vô nghỉ ngơi.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho những anh chị em sắp rửa chân này nhờ Đức Kitô Chúa Chúa Sơ. Thiên Chúa phán: đây cho các ngươi mọi thứ cỏ cỏ phải không? Ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất. Tiếp theo: và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Chúa có nói ban cho mình con chó ăn thịt không? Vậy mà anh chị em nói là vật dưỡng, còn bảo vệ là hội thánh dạy nữa. Tội cho hội thánh dữ lắm mà, phải không? Hội thánh là ở đâu? Hội thánh là những cái cuốn giáo lý đó. Mà tôi lấy cái điều này ở đâu? Ở trong cuốn sách giáo. Là ai dạy? Hội thánh. Chúa dạy qua hội. Vậy anh chị em nói bây giờ vật dưỡng nhân là ai dạy anh chị em vậy? Đạo Công giáo Chúa dạy cẩn thận như vậy nè. Chúa dạy anh chị em phải ăn chay như vậy nè. Và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Trời ơi, anh chị em nói là vật dưỡng nhân. Bởi vậy tôi nói đó ha, những cái bài giảng của các cha, những người có trách nhiệm đó mà giảng không đúng là thế hệ mai sau nó sẽ đi đời nhà ma hết. Mà những người mà đứng trách nhiệm giảng dạy mà không chỉ cho anh chị em điều này thì những người đó chịu nổi cái quả không? Ngược lại anh chị em xưa nay ăn chay là ăn sáng, ăn no, trưa ăn đói, chiều ăn ít ít, đúng không? Và ăn được ăn cá, ăn tôm, ăn cua, còn thịt thì không được. Chút nữa tới cái chỗ mà ăn được mà bị cái gì Chúa nói rõ ràng. Chúa nói chứ mà tôi nói. Mà Chúa nói cái chuyện này từ tạo thiên lập địa bây giờ anh chị em đừng có nói là anh chị em không biết. Cho nên bây giờ mình đã sống sai lời Chúa chưa? Mình sống sai chưa? Vậy bây giờ sao nói được chưa? Không phải tôi nói lời của tôi mà tôi nói bằng lời dạy của Chúa. Ai nghe không nghe là người đó chết chứ không phải là tôi chết. Nhưng mà giờ tôi có nói luôn rồi, không biết sao tôi ăn đi nữa nè. Tôi cũng khổ luôn nữa. Giờ hết biết rồi. Bây giờ tới con bò, con heo nó ăn cái gì? Tiếp theo. Con mà có sinh khí, có nghĩa là nó có sự sống á. À, nó có sự sống, cây cỏ nó cũng có sự sống, nhưng mà đương nhiên cây cỏ đó là Chúa cho mình ăn. Thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Thấy không? Con bò, con heo, con trâu nó được ăn thịt người ta không? Mà nó ăn mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương. Giờ đây anh chị em không ăn được là lỗi của anh chị em. Con bò, con heo, con gà, con vịt, con chó nó ăn mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Chúa dạy rõ ràng mọi thứ đều có thức ăn của nó. Bây giờ sau khi Ê-dông và E-dào phạm tội thì mối quan hệ giữa con người và động vật, thực vật bị xáo trộn. Tức là ngay từ khi tạo thành vũ trụ là Chúa đã giao cho con người như vậy. Nhưng mà khi Ê-dông E-dào phạm tội rồi thì bây giờ con người không giống như là ngày xưa nữa. Con người giờ đây không còn ăn trái mang hạt giống nữa, mà có thể ăn con gà, con chim, con heo, con chó, con gì, ăn đủ thứ mà thấy mình không phạm. Là bởi vì mình đã phạm tội rồi, mình đã u mê rồi. Cho nên Thiên Chúa nói tiếp tục nè: thì có như vậy, Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra qua một buổi chiều và một buổi sáng. Đó là ngày. Nói chung là Thiên Chúa đã dạy cho con người là ăn những trái cây mang hạt giống. Rồi trâu, bò, gà, vịt, heo, chó ăn cỏ, ăn cây xanh tươi. Là Thiên Chúa thấy được điều này là tốt. Và Thiên Chúa chúc lành cho nó. Rồi bây giờ sau khi hai ông bà phạm tội thì Thiên Chúa lại nói với ông bà sao? Khi mà E-dông mà nghe lời E-già ăn trái cấm rồi, lúc đó là Thiên Chúa lại nói với E-dông E-già sao? Thiên Chúa nói với người đàn ông khi sau khi phạm tội là ngươi phải mặc giáp giả, đổ mồ hôi,
có con mắt mới có mà ăn. Đó là nói với mày không? Dạ. Còn nói với bà. Dạ, dạ. Bà nói với bà. Nói với bà. Từ đây vì sao bà phải mang nặng để đâu? Là nói với bà chứ không phải bà gì đó. Dạ, nói với con. Phải mang nặng đẻ nào. Rồi con rắn thì sao? Con rắn phải bò trạp dưới đất và đạp đất mà ăn. Rồi cảm ơn chị. Tại vì sau khi con người phạm tội rồi thì bây giờ là mỗi người phải gánh chịu cái tội lỗi của mình. Người đàn ông thì phải làm đổ mồ hôi sôi nước. Mà đúng là như vậy đúng không? Ừ. Còn người đàn bà thì phải 9 tháng cô mang nặng đẻ đau. Còn con rắn thì phải bò dưới. Bây giờ Chúa lại nói tiếp. Thiên Chúa ban phước lành. Thiên Chúa ban phước lành cho ông Noe và các con ông và người phán giới họ. Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất. Mọi giả lá rốt, mọi chim trời, mọi giống vật bò dưới đất và mọi cá biển sẽ phải kinh hãi. Bây giờ chúng ta phải hiểu lại lần nữa. Hồi nãy là khi Ê-dông nghe già mà chưa phạm tội thì Chúa dạy cho con người là ăn những trái cây mang hạt giống. Nghe kỹ từ là theo dõi ta nói nè. Khi Ê-dông nghe già chưa phạm tội thì con người là ăn trái cây mang hạt giống, còn loài thú vật thì ăn cây cỏ xanh tươi. Hai chuyện đúng không? Nhưng mà lúc này đây, con người có quyền đến xuất vật không? Có không? Có. Con người vẫn là có quyền đến xuất vật, cho nên là nãy mới nói là vật dưỡng. Dưỡng nhớ. À, chúng ta dựa vào cái chỗ là Chúa cho mình có quyền đến xuất. Tại sao Chúa cho mình có quyền đến xuất vật? Là bởi vì mình là hình ảnh của Chúa, cho nên mình có quyền đến con vật. Nhưng mà có quyền đến con vật nhưng mà được ăn thịt nó không? Không. Là bởi vì mình có phần ăn của mình rồi, còn nó có phần ăn của. Như vậy thì lúc này đây mình có quyền trên nó, nhưng mà mình với nó rất là thịnh thảo với nhau, đúng không nè? Giữa loài vật thì là loài người không có chuyện xích mất. Nhưng mà sau khi Ê-dông ấy già phạm tội rồi thì lúc này đây là mỗi người đi một nẻo, con rắn phải bò dưới. Vậy thì lúc này đây con người là ăn thịt con rắn và con rắn cũng ăn ngược lại con người luôn. Đồng nghĩa là gì nữa? Rồi bây giờ Thiên Chúa nói làm sao? Bây giờ ta đã ban cho ngươi cái quyền trên rắn rít bò cạp rồi, nhưng mà ta không cho ngươi ăn nó. Nhưng mà bây giờ ngươi đã phạm tội rồi, nhưng mà cái quyền mà ta ban cho ngươi ta đâu có rút lại được, vì ta cho ngươi có tự do, cho nên ta đâu có rút quyền lại được. Cho nên ngươi đã phạm tội và ta theo Chúa là ngay chỗ tự do, hiểu chưa? Cho nên sau khi con người phạm tội thì con người mới ăn thú vật, đúng không nè? Từ lúc đó thú vật nó mới nhìn con người đó làm sao. Tập lại, mọi giả thú, mọi chim trời, mọi giống vật bò dưới đất và mọi cá biển sẽ phải kinh hãi. Bây giờ con rắn nó thấy anh chị em nó kinh hãi không? Nó khiếp sợ không? Là bởi vì nó sợ gì? Ăn thịt nó. Nhưng mà điều này Chúa có cản được không? Con người chưa phạm tội thì con người có quyền trên con vật không? Có quyền trên nó. Bây giờ con người phạm tội rồi, Chúa có rút cái quyền con người là không có quyền trên con vật không? Tại sao? Chúa cho con người có tự. Chúa không rút cái quyền này lại. Tuy nhiên các ngươi không được ăn thịt. Đây, thấy không? Thấy Chúa nói chưa? Chết chắc chưa? Đọc lại. Tuy nhiên các người không được ăn thịt giới mạng sống của nó, tức là vật dưỡng nhân chỗ nào? Vật dưỡng nhân chỗ nào? Mình nói ấy thì mình lạnh, bây giờ cái khúc mình lạnh nè, cái khúc mình lạnh mới quan trọng. Chúa nói rõ ràng, Chúa nói trời ơi, Chúa dạy anh chị em là chuyện ăn uống luôn dạy nữa đó. Chuyện ăn uống luôn
Tuy nhiên là cái không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu. Rõ ràng chưa? Hồi nãy là Chúa giao cho con người ăn qua, nhưng mà khi con người phạm tội rồi thì con người lại ăn thịt nó chứ. Chúa nói tuy nhiên dù con phạm tội nhưng con vẫn không được ăn thịt của nó. Nhưng mà con người đâu có làm được như vậy. Bây giờ tiếp theo nè. Nhưng ta sẽ đòi mỗi con vật phải đền nợ máu các ngươi, tức là mạng sống của các ngươi. Bây giờ nếu con vật mà nó sau khi con người phạm tội rồi, thì nếu con vật, con người ăn con vật thì con người phải đền lại, phải trả quả lại. Mà nếu con vật mà nó ăn thịt con người, nó ăn, nó đánh, nó đạp con người thì con vật cũng phải trả lại cái quả đó liền. Nhưng ta sẽ đòi mỗi con vật phải đền nợ máu các ngươi, tức là mạng sống của các ngươi. Tiếp theo, ta sẽ đòi con người phải đền nợ máu. Có nghĩa là bây giờ anh chị em nhìn lại đi, từ xưa đến giờ anh chị em bẻ cắt cổ gà, cắt cổ vịt, rồi anh chị em bẻ chân ếch, rồi chặt chân heo. Anh chị em thấy đó, bây giờ người thì nhức tay, người thì nhức chân, người thì nhức đầu. Không phải là mình đền lại cái mạng sống mình cho nó, đúng không? Nhưng mà mình trả lại cái quả đó đó. Mà Chúa nói ta sẽ đòi con người phải đền nợ máu. Mà tất cả mọi người bây giờ đang lầm lạc, đúng không nè? Đang lầm lạc. Cả một đời rao giảng của Chúa thì hãy ăn năn sám hối vì nước trời đã gần đến. Hãy hối cải và tin vào Đức Chúa. Hãy sám hối và hãy cầu nguyện luôn, hãy bố thí liên lụy. Đó là cuộc đời rao giảng. Cụ thể trong mùa chay hôm nay nè, Chúa dạy mọi người chúng ta cách ăn năn hối hối như thế nào. Ta theo Chúa, Chúa kêu gọi ta ăn chay hãm mình cầu nguyện bố thí cả một đời. Ngược lại, ta là người Công giáo, ta chỉ ăn chay cầu nguyện bố thí giữ chay một năm có hai ngày là thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần. Nghĩa là ngày thứ tư lễ tro, ngày thứ sáu tuần thánh, chúng ta giữ chay kiêng thịt. Chúng ta có giữ chay cỡ mấy, chúng ta có kiêng thịt cỡ mấy cũng không giống lời dạy của Chúa. Nó không giống lời Chúa dạy. Thứ nhất là một năm chúng ta giữ chay có hai ngày là thứ tư lễ tro, thứ sáu tuần thánh là giống lời Chúa dạy không? Chúa dạy chúng ta là cả đời phải ăn chay cầu. Mà Chúa nói cái thứ quỷ này là phải ăn chay và cầu nguyện mới trừ được nó nữa. Anh chị em phải trả lời được đó. Ngay từ khi tạo dựng vũ trụ, Chúa dạy cho con người ăn uống như thế nào để được Chúa chúc phúc. Thiên Chúa ban phúc lành. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ. Và Thiên Chúa ban giới họ. Đây, tổ tiên ta ăn như thế nào để được Thiên Chúa ban phước lành và Thiên Chúa phán với họ? Ăn sao? Hãy xin soi, hãy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Nghĩa là Chúa ban cho con người là xin soi nảy nở và thống trị mặt đất này. Bây giờ tiếp theo, hãy làm lá chỗ cá hiền trên trời và mọi giống vật cỏ trên mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Hãy làm bá chủ là hãy có quyền trên nó. Nhưng mà chỗ này thì không nghe Chúa nói thêm gì, chỉ làm được có quyền trên nó thôi. Đó, chỉ có quyền trên nó thôi. Tiếp theo là Thiên Chúa phán. Đây ta ban cho các ngươi mọi thứ có mà giống vật trên mặt đất. Ban cho các ngươi là ban cho ai? Cho con. Con người có ta không? Có ta không? Ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất. Và mỗi cây có mang hạt giống để làm lương cho các ngươi. Đây, ông bà tổ tiên ta ăn điều này cho nên được Chúa chúc chúc lành. Vậy thì Chúa ban cho ông bà tổ tiên ta ăn những điều này để Chúa chúc lành. Trong đó có ta không? Mà ta có ăn được điều này không?
Còn nói mọi vật chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, đúng không? Thì là ban cho chúng mọi thứ có xanh tươi để làm lương thực, liền có như vậy. Nghĩa là mọi súc vật là Chúa ban cho một loại ăn khác, đó là cỏ xanh. Như vậy con vật có loại ăn riêng và con người có loại ăn. Mọi thứ đều có cái loài ăn của nó. Và Chúa kết luận như thế này: Qua một đó là hàng ngày. Nghĩa là Chúa kết luận là con người thì ăn trái cây mang hạt giống là tốt, con vật ăn cỏ cây không ăn hạt giống là tốt. Và mọi thứ đều sống y như vậy. Chúa thấy điều tốt đẹp và Chúa chúc lành cho nó, cho nên điều này là điều tốt lành mà Thiên Chúa muốn tặng ban cho con người. Ngày hôm nay ta sống sai điều này, anh chị em công nhận không? Ngày hôm nay ta sống hoàn toàn sai điều này hết. Đó. Tất cả những điều này là những điều đúng nhất mà Thiên Chúa đã dạy ta. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng Thánh, Thánh Thiện. Thiên Chúa là Đấng Từ, Từ Bi. Thiên Chúa là Đấng Chân, Chân Thật. Và cái thánh thiện của Chúa ở chỗ nào? Đó. Cái thánh thiện của Chúa là loài này thì ăn theo loài này, loài này thì ăn theo loài này, loài người thì có phần ăn của loài người, loài vật thì có phần ăn của loài vật. Mà ta thì không thấy ngay chỗ này. Đó. Ta chỉ thấy chỗ là Thiên Chúa ban cho ta có quyền trên mọi loài súc vật. Ta nghĩ ngay chỗ đó mà bây giờ đây ta làm mất đi sự thánh thiện của Thiên Chúa. Rồi ta làm mất đi sự từ bi của Thiên Chúa. Chúa đâu có bảo mình ăn con heo, con bò, con chó, con trâu. Mọi loài vật có sinh khí, Chúa đâu có cho mình ăn. Nhưng mà mình lại hiểu lầm ở chỗ là ta ban cho các ngươi quyền trên nó. Quyền trên nó để mà sống với nó, chứ đâu phải quyền trên nó để ăn nó đâu. Nếu như anh chị em mà sống ăn những trái cây mang hạt giống như vậy thì chắc chắn Chúa sẽ chúc lành cho anh chị em. Bởi vì Chúa nói rõ ràng Chúa sẽ chúc lành cho anh chị em. Còn nếu anh chị em không sống được như vậy thì Chúa không thể chúc lành được, bởi vì anh chị em đâu có trở về với Đức Thánh Thiện, đâu có trở về với Đức Lòng Từ Bi, đâu có trở về với Đức Chân Lý. Điều này rất khó nha anh chị em. Bây giờ Chúa dạy anh chị em ăn chay như vậy đó, còn giáo hội thì dạy anh chị em ăn chay như vậy đó, anh chị em thấy có bối rối không? Bây giờ anh chị em ăn theo ai? Bởi vì đi nghe giảng chị cho nó khổ, thấy không? Bây giờ trong cộng đoàn của chúng ta có hai nhóm. Bây giờ anh chị em đang ngồi đây nè, anh chị em có hai nhóm người nha. Bây giờ chấp nhận ngay lương thực hàng ngày Chúa ban. Hồi nãy á, Chúa dạy chúng ta là ăn chay là phải ăn cả đời. Mà ăn những thức ăn mang trái cây mang hạt. Bây giờ ai chịu cách thức ăn chay này xin giơ ta lên kìa. Giơ thật lòng chứ không có giơ giả dối nha. Giơ thật lòng. Rồi, chỉ có một số người giơ thôi. Còn một số người còn lại, một số người còn lại đang có mặt ở đây mà nãy không giơ tay là chấp nhận ăn chay theo kiểu hội thánh dạy, đúng không? Bởi vì anh chị em cứ nghĩ rằng là khi Chúa thương rồi. Trời.
Bây giờ ta hỏi nè, Chúa là dạy mình ăn á, thức ăn của mình á, thức ăn của con người là trái cây mang hạt, hạt giống giống với ăn chay ăn chiếc gì đây đó. Nghĩa là Chúa cho mình chỉ ăn được trái cây mang hạt, hạt giống thôi. Ừ. Chứ Chúa đâu cho mình ăn cái gì khác đâu mà mình nói chay tỉnh ở đây đợi. Nói tóm lại là Chúa chỉ cho phép anh chị em ăn trái cây mang hạt giống. Bây giờ anh chị em ăn con chặt là anh chị em thấy sai lời Chúa không? Sai. Có mâu thuẫn chỗ nào không? Mâu thuẫn chỗ nào? Bây giờ anh chị em nghe này, nghe cho kỹ để nhớ nha. Nghe cho kỹ để nhớ. Chúa là cho anh chị em ăn trái cây mang hạt. Hạt giống rõ ràng ngón trái tịnh gì đây nên cả đời anh chị em có mặt trên vũ trụ này là ăn trái cây mang hạt, hạt giống rồi xong chấm hết. Vậy anh chị em có thấy là nó có mâu thuẫn chỗ nào trong Kinh Thánh không? Bây giờ lời Chúa kêu chúng ta là ăn trái cây mang hạt giống, vậy có chỗ nào là ăn cá không? Trong lời Chúa có chỗ nào ăn cá không? Hả? Có chỗ nào chuẩn bị ăn cá không? Không, không được. Điều này tôi hơi trách anh chị em. Anh chị em đi theo Chúa mà không thuộc về Chúa. Anh chị em đi theo Chúa mà không thuộc về Chúa gì hết. Như vậy anh chị em thấy anh chị em có lỗi chỗ này không? Anh chị em có còn hãnh diện là mình là con Chúa không? Tại sao mình con Chúa mà mình không thuộc về Chúa? Trời ơi, anh chị em nói đâu có ai nói làm sao được. Anh chị em đã được rửa tội, bây giờ anh chị em hỏi cha sở anh chị em là ai, anh chị em trả lời chính chắc liền. Mà anh chị em nói là đâu có ai nói làm sao được. Tôi không chấp nhận được điều này. Tôi trách anh chị em nghe chỗ này. Theo Chúa mà không thuộc về Chúa, đây là một cái lỗi của anh chị em. Anh chị em phải nhận ngay cái lỗi này, theo Chúa mà không thuộc lời Chúa. Này con trời cầu cho chúng con là mẹ có tội cái này và trong giờ lâm tử. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Là ở cùng cha. Chúa dạy anh chị em là ăn những trái cây mang hạt giống. Từ khi đẻ anh chị em ra cho đến khi chôn anh chị em xuống đất là ăn trái cây mang hạt giống chấm hết. Vậy từ cụ ước đến tân ước có chỗ nào mà ăn cá không? Chỗ nào? Mời ông coi. Thưa cha. Lúc mà có hai đoạn Kinh Thánh nói về Chúa cho ăn cá. Chỗ nào? Thứ nhất, Chúa lúc mà con lại quên tên mấy thánh rồi. Lại rồi, ra rồi. Biển kéo cá. Rồi. Không có cá. Rồi. Chúa mới nói, các ngươi hãy ra đánh. Rồi. Và một thuyền đầy cá. Rồi. Là cái thứ nhất. Đúng. Cái thứ hai, lúc mà Chúa bẻ bánh và cá phân phát cho mọi người. Đúng. Bà hai. Như vậy ông thấy có mâu thuẫn không? Tại sao Chúa dạy mình ăn những trái cây mang hạt giống mà bây giờ Chúa Giêsu lại là cho người ta làm phép lạ quá cá và bánh cho người ta ăn? Có mâu thuẫn trong này không? Thấy thì mâu thuẫn. Vậy bây giờ ông tin làm sao? Vậy bây giờ ông theo Chúa làm sao? Như vậy là mình có thể ăn cá. Tại sao không kết luận là mình có thể ăn cá? Tại vì chính Chúa Giêsu đã làm điều đó. Rồi Chúa Cha nói sao? Bây giờ Chúa Giêsu đến trần gian là để kiện toàn thánh ý của Chúa. Chúa Cha. Làm cho ý của Chúa Cha được nên trọn vẹn. Giờ Chúa Cha là bảo Chúa Giêsu phải ăn nè. Đọc coi đây nè, ông đứng đó nha, chưa được thôi nha. Đây, đọc coi. Dạ. Chấm hơn. Đó.
Bây giờ Chúa Giêsu làm phép lạ 5 chiếc bánh và 2 con cá cho 5.000 người ăn, đúng không? Dạ đúng. Rồi Chúa Giêsu sai các môn đồ là thả lưới bên phải mạn thuyền để bắt được tất cả là 153 con. Rồi lên bờ nướng cá cho ai ăn? Phân phát cho nhân dân. Chúa phân phát 5 chiếc bánh và 2 con cá cho ai ăn? Cho những người đi theo nghe. Cho 5.000 người. Chúa có ăn không? Em nghĩ là có ăn. Chúa ăn ở chỗ nào? Không nghe nói. Chúa bảo là các môn đệ hãy cho người ta ngồi xuống thành từng. Rồi Chúa cầm lấy cá và cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng mẹ ra, rồi giao cho các con môn đệ là đi phân phát cho mọi người ăn. Rồi khi mọi người ăn xong rồi còn thu lại được bao nhiêu thúng đầy bánh? Bánh dùng 12 thúng đầy bánh. Như vậy Chúa Cha bảo là ăn những trái cây mấy hạt giống, mà Chúa Giêsu thì làm phép cá và bánh cho dân chúng ăn. Nó có mâu thuẫn không? Nó có ngược chỗ nào không? Nào. Đó, chúng ta đi theo Chúa bây giờ dở lẽ ra, bây giờ chúng ta biết theo ai bây giờ? Thấy không? Dở lẽ ra rồi. Anh chị em thấy bây giờ nó chối chưa? Tại vì Chúa còn thường ta nói cho con. Đó. Người sẵn quá, người sẵn quá. Vậy, những người mà không hiểu lời Chúa đó, không nhớ lời Chúa đó, phải ráng học nha. Mình đi theo Chúa, mình phải thuộc lời Chúa. Còn những người thuộc lời Chúa rồi thì có những cái thắc mắc như vậy. Bây giờ làm sao đây? Ông hồi nãy ông ở hồi nào, đạo nào không? Là tỉnh đạo. À, dạ, cảm ơn ông. Vậy có những người thì nhớ lời Chúa để thắc mắc. Mà hồi nãy ông nói vậy là quyết định ăn cá. Không nào. Bây giờ chúng ta phải nhớ một điều này. Chúa Giêsu đến trần gian là để làm chứng cho Chúa Cha, để làm chứng cho cái lời mà Chúa Cha dạy cho con người. Chúa Cha dạy cái gì là Chúa Giêsu làm chứng cái đó. Anh chị đồng ý không? Hãy Chúa Cha dạy điều gì thì Chúa Giêsu sẽ thực hiện ngay điều đó để cho con người thấy được lời của Chúa Cha là đúng sự thật. Bây giờ chúng ta đọc qua lời Chúa Cha nói gì nè. Tuy nhiên các ngươi không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là mạng. Đó, hồi nãy Chúa nói là không được ăn thịt động vật, và Chúa nói tuy nhiên, đọc ra là tuy nhiên. Ở đây Chúa có cho ăn không? Không. Mà nếu ăn thì sao? Chúa nói tiếp. Nhưng ta sẽ đổi mỗi con vật phải đến hậu áo các ngươi. Tức là mạng sống của các ngươi. Tiếp theo. Ta sẽ đổi con người phải đền nợ máu. Nếu anh chị em ăn nó thì phải đền nợ. Đền nợ máu. Mà Chúa Giêsu xuống trần gian là để làm chứng cho những lời này được sáng lên, những lời này đúng sự thật. Ơn Mãi là Đức Mẹ Chúa Trời độ cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Đừng có nói gì đâu, mỗi ngày mỗi chó. Có. Em đợi cha vô nghỉ một chút cho thay cái áo đúng không? Cho nên để rửa một giờ nữa không kịp. Em cha chưa rửa thì nó chuẩn bị tinh thần. Còn những ai cha rửa rồi, nhớ ngồi tại chỗ một xin cầu nguyện. Mình có lo ra và cầu nguyện cho những người chưa rửa và nghe cha giảng và là hát chung và đọc kinh. Một phí thời gian. Cảm ơn chị. Con vâng trong thầy chùa, chùa làm con nên tớ nơi ngài. Hỡi lòng con ngài, đời con yêu mong Chúa ơi. Con xin chào mẹ Chúa, niềm tin và ước mơ này. Đừng quên đi những ao lo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin chào tất cả anh chị em. Anh chị em mệt không? Mệt rồi nhưng mà hai cái chân nó hơi mỏi, thì đứng lên quỳ xuống đó. Mà bây giờ ta cố gắng sẽ rửa chân cho đến người cuối cùng. Nhưng mà ví dụ như ta thấy mệt quá thì vô nghỉ chút, anh chị em ráng đợi chút nữa được không? Giống như Chúa Giêsu khi mà xuống thế làm người đó, Ngài dạy dỗ cho các tông đồ, và Ngài dạy trong gần 3 năm. Và cái cử chỉ cuối cùng của Chúa Giêsu là quỳ xuống rửa chân cho các tông đồ, xong rồi Chúa Giêsu lên trời. Có lẽ chúng ta cũng đây cũng là một cử chỉ cuối cùng để chúng ta còn gặp nhau. Hy vọng là anh chị em sẽ yêu thương nhau hơn trong cái cử chỉ này. Và nếu anh chị em có lòng thống hối chân thật thì chắc chắn Chúa sẽ không bỏ rơi anh chị em. Và những anh chị em hãy nhớ đó, sau này mình về nhà mình sống làm gương cho mọi người, chứ không phải mình chỉ sống cho chính mình mà sống cho những người xung quanh, nhất là gia đình của mình, nhất là những người chồng sống láng giềng của mình. Và đây là cái cử chỉ cuối cùng để Chúa về thần, để chúng ta yêu thương nhau hơn, để nhớ lại cử chỉ này mà thương Chúa nhiều hơn, rồi sống đúng như lời Chúa dạy nhiều hơn. Kính mừng Maria để không quên đấy chúng ta. Thánh Maria đức mẹ Chúa trời cùng cho chúng con là kẻ có tội khi này và lúc giờ lâm thời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin khi Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn. Chúc anh chị em được bình yên. Chúng ta tiếp tục. Anh chị em có đồng ý Chúa Giêsu xuống trần gian là để làm chứng cho Chúa Cha không? Đồng ý chỗ này không? Chúa Giêsu xuống trần gian là để làm chứng cho lời Chúa Cha được thực hiện. Ta sẽ đòi con người phải đền nợ máu nếu ăn con vật. Vậy thì bây giờ Chúa Giêsu làm phép lạ quá bánh và cá cho con người như vậy. Cái chuyện này là sao đây? Đó, trong khi Chúa là nếu ăn con vật là phải đền nợ máu, mà nếu con vật ăn mình thì nó cũng đền nợ máu. Vậy thì con người chỉ được phép ăn những trái cây mang hạt giống thôi, mà nếu ăn con vật thì phải đền nợ máu. Vậy Chúa Giêsu đến trần gian làm phép lạ quá bánh ra cho 5.000 người ăn 5 chiếc bánh và 2 con cá. Như vậy thì nó có mâu thuẫn chỗ này không? Như vậy Chúa Giêsu xuống làm chứng là làm chứng làm sao? Phải nghe chỗ này hả? Phải nghe ngay cái chỗ này hả? Bây giờ Chúa Giêsu đến trần gian là để làm chứng cho Chúa Cha. Bây giờ chứng minh Chúa Giêsu làm chứng cho Chúa Cha nè. Chương 5 câu 36 để anh chị em vẫn tin là Chúa Giêsu đến làm chứng. Đấy. Nhưng thần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những gì Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chúa Cha giao cho tôi là xuống thế gian để làm chứng. Chúa Giêsu làm phép lạ quá bánh và cá cho 5.000 người ăn. Chúa Giêsu sai các tông đồ thả lưới bên phải mạng thuyền để bắt cá. Anh chị em phải theo dõi nghe mới hiểu nha. Phải theo dõi nghe mới hiểu. Chúng ta sẽ đòi mỗi con vật phải đền nợ máu. Ta sẽ đòi con người phải đền nợ
Nếu anh chị em ăn thịt con cá, con heo, con gà, con vịt, con trâu, con bò, anh chị em phải đền nợ máu. Ngược lại, Chúa Giêsu vì thương anh chị em, vì lòng thương xót với con người, và để lời này được ứng nghiệm, Chúa Giêsu làm phép lạ quá bánh và cá. Sau đó Chúa Giêsu phải đền nợ máu là làm chứng cho lời này được thật. Bằng chứng là ngày thứ năm Chúa bị bắt. Rồi ngày thứ mấy Chúa bị đánh? Thứ sáu Chúa bị đánh, treo trên thập giá, giác thánh giá ra đồi hoang ngô ta. Thứ bảy Chúa chết. Vậy trong những ngày đó con người Chúa có đổ máu không? Có đổ không? Đổ máu là để chi vậy? Làm chứng cho cái lời này được thật. Thực hiện mà vì anh chị em ăn cá đó mà Chúa phải đổ máu đó. Đó. Đúng vậy, đúng vậy, đúng như vậy. Đúng chưa? Dạ, đúng. Đúng vậy chưa? Dạ, đúng. Rồi. Đó, thấy không? Như vậy chỗ này còn mâu thuẫn đâu? Như vậy chỗ này còn mâu thuẫn đâu? Hả? Dám ăn nữa không? Chúa Giêsu đến trần gian là làm chứng cho lời Chúa cha, để cái lời này được thực hiện là Chúa quá bánh và cá cho con người ăn. Quá cá ra như vậy thì Chúa sẽ trả lại cái nợ máu là giác thánh giá lên đồi con luôn ma. Đúng không? Vì anh chị em ăn con cá đó mà Chúa bị đánh, và vì để lời của Chúa cha được ứng nghiệm mà Chúa Giêsu phải làm phép lạ đó để cái lời này được thực hiện nè. Giờ đây còn dám ăn cá nữa không? Đường đi về thiên đàng rất là khó. Vậy bây giờ sửa lại khó hay dễ? Mà nếu không sửa lại thì phải đền nợ máu. Bây giờ ông có công nhận là lời Chúa không có có mâu thuẫn không? Ông có tiền giang nói gì đó? Anh chị hiểu ngay chỗ này không? Hiểu không? Bây giờ Chúa quá bánh và cá không có mâu thuẫn với lời dạy của Chúa cha, là bởi vì Chúa xuống trần gian là để làm chứng cho lời Chúa cha được thực hiện cho con người thấy được ý định của Chúa cha là không cho con người ăn cá, ăn heo, ăn gà, ăn vịt. Mà để cái lời này được thực hiện thì Chúa phải làm phép lạ quá bánh và cá cho con người ăn. Cuối cùng Chúa phải chấp nhận là đổ máu trên cây thánh. Đúng như lời Chúa nói là ta sẽ đòi nợ máu. Quả thật Chúa phải đền nợ máu trên cây thánh giá. Thì bây giờ còn dám ăn cá nữa không? Chứ hồi nãy cha nói cái con đường về thiên đàng khó hay là dễ? Biển trời ơi, biết đường nào đâu mà đi. Bây giờ cha chỉ một con đường đi về thiên đàng đó, anh chị em thấy đi được không? Con Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho chúng con. Amen. Xin Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bây giờ anh chị em nói rằng Chúa Cha thì á, Chúa thì cho mình ăn lá cây mang hạt giống, mà Chúa Giêsu thì cho mình ăn cá là dễ mâu thuẫn. Đâu có mâu thuẫn đâu nè. Vì để làm chứng cho lời Chúa Cha được hiện hữu thì Chúa phải làm phép lạ bánh và cá, và sau khi làm phép lạ bánh và cá cho con người thì Chúa Giêsu phải đền nợ máu. Đó là Chúa Giêsu làm chứng cho Chúa, chứ không phải là Chúa Giêsu cho anh chị ăn cá đâu. Anh chị đừng có lầm ngay chỗ này. Vậy hôm nay anh chị đã rõ cái vấn đề là Chúa cho mình ăn trái cây chưa? Đâu có lý do nào mà Kinh Thánh nói chơi. Anh chị đồng ý không? Tại vì á, là nói chung là điều này anh chị em không thể liên kết được, đồng ý không? Thưa cha, con nói là rồi nói tiếp rồi. Thưa cha, từ khi mà Chúa tạo dựng nên loài người thì bắt đầu Chúa cho ông Adam mẹ vợ trong vườn địa đàng chỉ ăn bằng trái cây mà thôi. Nhưng từ khi phạm tội mới biết ăn những động vật, đó là cái tội rồi, cho nên ăn động vật là cái tội. Theo con là theo sấm truyền đó, thì con hiểu là như vậy đó. Thưa cha, như vậy là có đúng không cha? Đúng, từ khi phạm tội thì ăn tùm lum hết. Dạ, nhưng mà trước đó là Chúa cho ăn trái cây không à? Rồi, đúng, ok. Chúa Giêsu xuống trần gian là để làm mẫu cho con người. Hãy mà mình đụng vô như vậy là mình phải đền như vậy đó. Chứ không phải ở đây là Chúa Giêsu là phạm tội, em không hiểu được như vậy. Mà Chúa Giêsu là mẫu. Hồi nãy cha nói là biển trời mênh
mênh mông, bây giờ đường lên thiên đàng biết đâu mà đi, nhưng mà mình phải đi. Bây giờ ai không đi thì người đó ở lại. Vậy thôi, bây giờ anh chị ai đi xin giơ tay lên nghe nào. Anh chị ơi, bao nhiêu người kia là đi đâu? Nói thật tôi cũng khổ nữa, tôi cũng đấu tranh với tôi. Giờ tôi đang ăn trái cây, có hạt giống hàng ngày như vậy đó. Tôi làm được từng rồi à. Nhưng mà là phải làm hoài, phải làm cả đời tôi mới về được tiếng đàn. Anh nhận đọc nè. 7 giờ tại sao chúng tôi và các người pha ly siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Tại sao môn đệ của ông Gioan ăn chay, môn đệ của đám pha ly siêu ăn chay mà môn đệ Chúa thì không ăn chay? Bây giờ coi Chúa trả lời sao. Trả lời chẳng tiếp theo. Nhưng khi tới ngày càng lễ đã bị ghen đi, bây giờ họ mới ăn chay. Bảo đảm anh chị em không hiểu gì trơn. Đúng không? Rồi, tiếp theo. Bảo đảm anh chị em cũng không hiểu gì hết. Tiếp theo. Khi áo đắt lại càng đắt thêm. Tiếp theo. Rồi, bây giờ ta cái nghĩa đây hiểu liền. Cái nghĩa cái hiểu liền rồi. Đây là đoạn tin mừng nói về lòng thương xót của Chúa. Hồi nãy là Chúa vì làm chứng cho Chúa Cha cho nên là phải đổ máu để lời của Chúa là ta sẽ đòi nợ máu nếu ăn không. Vì nhân loại ăn 5 chiếc bánh và 2 con cá đó mà Chúa phải đổ máu là Chúa muốn chứng minh lời Chúa Cha nói là đúng sự thật. Bây giờ tiếp theo, Chúa nói rượu mới phải đổ vào bồn da. Thì nếu rượu mới mà đổ vào bầu da cũ thì rượu mới sẽ hư và cái bầu sẽ... Bây giờ anh chị em nè, trước đây anh chị em là cái bầu rượu, mà cái bài giảng hôm nay là rượu, anh chị em là cái bầu. Bây giờ cái bầu này là bầu cũ hay bầu mới? Bây giờ cái tư tưởng hôm nay mà ăn chay này đổ vô đây là anh chị em hư liền không? Anh chị em đâu chịu ăn. Tự làm nhờ xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Chúc anh chị em bình yên. Nói xưa nay là anh chị em ăn thịt ăn cá quen rồi, đó là cái bồn đúng không? Bây giờ Cha nói cái chuyện mà ăn trái cây hoa quả đây là rượu. Bây giờ anh chị em có chấp nhận được không? Nếu mà Cha bắt buộc thì anh chị em sẽ hư. Đồng ý cho nè. Như vậy thì bây giờ để cả hai cùng không hư thì phải từ từ, nhưng mà từ từ mà phải ăn không? Phải ăn, nhưng mà từ từ mà phải ăn ở chỗ nào? Đức Giê-xu trả lời. Khi chàng rể đây là ai? Chàng rể đây là Chúa Giê-xu. Chàng rể bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay. Khi mà Chúa Giê-xu còn sống ở trên trần gian này, lời của Chúa mà các tông đồ không tiếp nhận liền được. Cho nên Chúa nói khi bây giờ không tiếp nhận được thì Chúa vẫn thông cảm cho. Vì lòng thương xót Chúa mà Chúa thông cảm cho. Nhưng mà khi Chúa đi rồi thì các tông đồ phải ăn chay. Nhưng khi chàng rể bị đem đi, bấy giờ Chúa nói với cái đám Pha-ri-siêu đó, môn đệ Gioan ăn chay, môn đệ của Pha-ri-siêu ăn chay, còn môn đệ tôi không ăn chay, có lý do. Còn môn đệ tôi bây giờ nó đã quen ăn thịt ăn cá rồi, bây giờ tôi biểu nó ăn chay liền đó, ăn không được thì nó sẽ hỏng, nó sẽ hư. Rượu mới mà đổ vào bầu da cũ thì cái bầu sẽ và rượu sẽ hư. Vậy thì
lính của tôi chưa ăn chay bây giờ, nhưng đến ngày mà tôi về trời rồi thì lính tôi phải ăn chay. Vậy bây giờ Chúa đã về trời rồi thì anh chị em phải ăn chay hay là chờ nữa? Sau bài giảng này là anh chị em về ăn chay hay là chờ? Đó là tình anh chị em đó, chị hiểu chưa? Chị bằng bụng không? Chị cần nói câu thôi. Chị nghe giảng như vậy đó, chị hiểu không? Hiểu nhưng mà về phải từ từ. Đó, Chúa nói bây giờ lính của tôi bây giờ thì nó chưa ăn được vì nó chưa hiểu, nhưng mà khi tôi đi rồi thì nó phải ăn. Đó, vậy bây giờ Chúa Giêsu đã về đời rồi, bây giờ anh chị em ăn hay là không ăn? Đó, anh chị em hiểu ngay cái chỗ này để sống nha. Chỗ này rất là quan trọng, tôi muốn làm rõ ngay chỗ này cho anh chị em đó. Vậy thì bây giờ từ nay trở đi, cái quyết định mà ăn nao quả, ăn những trái cây mang hạt giống là cái chuyện quyết định này là của ai? Của giáo dân, của mọi người. Ở đây không phải là của Kitô hữu mà của tất cả mọi người. Và anh chị em không ăn được thì cái quả là anh chị em nhận, chứ không ai nhận giùm anh chị em được cả. Đó, anh chị em phải nhận ngay cái quả này, chứ ai nhận? Chúa nói rõ ràng, anh chị em nói là Chúa Cha thì cho ăn vậy, rồi Chúa Giêsu làm vậy, đâu có mâu thuẫn. Tại vì chúng ta không hiểu là Chúa Giêsu làm như vậy là để làm chứng cho lời Chúa Cha được thực hiện rõ ràng thôi, chứ không có gì cả. Làm chứng cho lời Chúa Cha được thực hiện. Về chỗ này anh chị em còn thắc mắc gì nữa không? Hả? Có ai thắc mắc gì cứ thắc mắc đi, cha giải thích để con về nhà không biết đường trả lời. Đứng bờ biển bên đây nhìn qua bên kia có thấy bờ không? Nhưng mà vì một lý do nào đó phải đi là cũng phải đi, nhờ cái la bàn mà đi thôi. Nếu la bàn nó chỉ đúng thì đi tới, mà nó chỉ đập thì đi mất tiêu. Vậy thì đây lên trời cũng phải đi, mà nếu lời Chúa mà anh chị em hiểu thì đi tới, mà hiểu đập thì đi mất tiêu. Phải không? Các cha mình cũng vậy, bác sĩ cũng vậy. Nếu bác sĩ nào mà chẩn đoán đúng bệnh thì bệnh nhân hết bệnh, mà bác sĩ chẩn đoán không đúng thì bệnh nhân hết tiền mà lại tật mang nữa. Mổ bụng đẻ con, mổ ra xong rồi bắt con ra bỏ kéo trong mai lịch, chứ không? Vậy bác sĩ cũng vậy, nếu bác sĩ chẩn đoán không đúng bệnh là anh chị em tiền mất mà tật mang. Các cha mà không hiểu tới lời Chúa thì anh chị em thì công đi xuống thôi. Vậy cho nên tôi đã từng nói là xuống chùm mà xuống chung, đúng không? Bây giờ anh chị em thực thi hay không thực thi là chuyện anh chị em, chuyện này đâu có mắc mớ gì với tôi, phải không nè? Ừ, tôi nói ở đằng trước có cái hố, anh chị em mà không nghe lời tôi mà đi dưới vô cái hố là anh chị em chết hay tôi chết? Ừ, tôi nói con ơi, ở đằng trước có cái hố, con đừng có đi, con đi con sụp hố à. Mà anh chị em cứ cả gan đi là sụp ráng chịu, còn nếu anh chị em không đi là anh chị em không sụp hố. Đó, bây giờ tôi nói nè, Chúa nói như vậy nè, nếu chúng ta làm như vậy là chúng ta phải trả quả. Mà tôi nói cái chuyện, cái bài giảng này là anh chị em mà về mà mở cho bác Tấm nghe là bác Tấm lại nói anh chị em khùng nữa, nói tôi điên. Rồi các cha cái chừng nói tôi mất trí hay là lạc đạo nữa nè, đúng không? Mà anh chị em thấy tôi nói như vậy nãy giờ có lạc đạo không? Không. Anh chị em xác định kỹ cái tôi nói có lạc lời Chúa không? Lạc là mấy ông lạc chứ tôi đâu có lạc. Cái la bàn mấy ông là cái la bàn để mà chỉ đường cho người ta đi, mà không chỉ rất quá người ta đi xuống mất tiêu rồi. Ăn hay không là chính anh chị em phải tự chốt lại cuộc đời. Bây giờ anh chị em còn nói dẹp dưỡng nhân nữa không? Nói vậy chứ anh chị em bị đánh động chỗ này. Bây giờ cha Tường, mặc dù ông cha Tường ổng nói ổng có cơ sở, ổng có lời Chúa, ổng nói là ổng có cơ sở, có lời Chúa, mà xưa nay thì các cha dạy mình sống như vậy. Nhưng mà anh chị em hãy nhớ như thế này, có một lần Chúa nói là các con hãy cảnh giác coi chừng các tiên tri giả. Bây giờ chúng ta đọc Matthew chương 6 nè.
được hết. Trước hết còn lại, trước hết và đức công chính. Bây giờ Chúa dạy chúng ta là trước tiên phải tìm kiếm đức công chính và nước Thiên Chúa. Mà xưa nay chúng ta tìm đức công chính đó ở đâu? Ở trong lời nói, trong suy nghĩ, trong việc làm. Trong việc làm chúng ta nó có một cái sự công chính. Trong suy nghĩ chúng ta có một sự đúng đắn. Trong việc hành động chúng ta có một sự ngay thẳng. Là trong đó có đức công chính. Trong đó có đức công chính. Vậy bây giờ Chúa Giê-xu là người tìm kiếm đức công chính. Và Chúa giải tiếp tục nè. Vậy đọc đi. Còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Vậy để ai hề đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày. Chúa dạy chúng ta tiếp tục là hãy tìm đức công chính và nước Thiên Chúa. Còn ngày mai thì hãy để ngày mai chúng ta tính. Vì ngày nào anh chị em của họ cũng có cái khổ của nó. Mà hãy anh chị em tìm đức công chính rồi thì đức công chính sẽ lo lại cho anh chị em. Tôi lấy ví dụ. Bây giờ ở đây tôi làm lễ cho anh chị em, tôi không lấy tiền. Tôi không có phải lo vấn đề tiền bạc ăn uống. Bởi vì việc tôi làm tốt cho anh chị em thì cái quả tôi nhận lại là chính anh chị em lo lại cho tôi. Tôi thật sự với anh chị em là như vậy. Còn nếu ở đây mà tôi làm lễ cho giáo dân mà tôi lấy tiền thì nhất định là tôi tự lo cho tôi. Giáo dân có lo không? Cha có tiền rồi, tôi cha tự lo. Vì cha làm lễ cho mình, cha không lấy tiền. Cho nên bây giờ mình phải cơm bưng nước lót cho cha. Chuyện mình làm không được, cha làm cho mình. Bây giờ chuyện cha làm không được, mình phải ráng làm cho cha. Vì tôi tìm cái đức công chính ngay trong cái vấn đề làm lễ không lấy tiền. Cho nên cái việc ăn uống của tôi, anh chị em, giáo dân của tôi lo lại cho tôi. Anh chị em thấy không? Vậy bây giờ chúng ta thấy Đức Kitô nè. Khi còn tại thế, Chúa Giê-xu thực hiện cái đức công chính này như thế nào? Chúng ta nói về Chúa Giê-xu khi ở trong quan địa. Khi Chúa Giê-xu ở trong quan địa thì điều đầu tiên là Chúa ăn chay bao nhiêu ngày? 40 đêm ngày. Có tin mừng thì nói là Chúa nhịn đói 40 đêm ngày. Đó. Rồi bây giờ khi mà Chúa nhịn đói 40 đêm ngày thì những cái này, những cái nào nó sẽ đến với cám dỗ Chúa? Một là biến đá thành thành bánh. Hai là từ trên cao gieo mình xuống đất. Ba là nhớ không? Ba là dẫn lên núi để chỉ cho thấy tất cả mọi vinh quang. Vậy khi Chúa Giê-xu ăn chay là Chúa Giê-xu gặp ba cơn cám dỗ, mà Chúa Giê-xu tìm cái đức công chính ngay trong cái ba cơn cám dỗ đó. Bây giờ Chúa Giê-xu lại, Chúa Giê-xu là một người vượt qua hết tất cả những cơn cám dỗ với ý chí công chính từng chuyện một. Bây giờ công chính ở chỗ là bây giờ chúng ta đang là người thực thi lời dạy của Chúa Cha. Vì thế mà ta phải luôn luôn không nhất dứt khoát là ma quỷ có cám dỗ cỡ nào ta cũng phải là đương đầu với cơn cám dỗ này mà không dám làm lỗi lời của Chúa Cha, lỗi lại cái lời dạy giảng dạy của Đức Chúa Trời. Cho nên chính Chúa Giê-xu đã tìm đức công chính ngay trong khi ăn chay 40 đêm ngày và biến đá thành bánh. Chúa Giê-xu cũng không thèm. Chúa Giê-xu nói con người ta không sống đâu phải nhờ cơm bánh. Và khi mà đưa Chúa lên cao nhảy xuống, Chúa nói rằng là ngươi phải thờ lại Chúa. Và cho Chúa nhìn thấy tất cả những vinh quang thì Chúa nói là ngươi phải thờ lại một mình Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Cuối cùng ma quỷ nó không cám dỗ được Chúa thì nó giờ đi nơi khác. Vậy Chúa Giê-xu là một người sáng rực ngay chỗ này. Vì thực thi lời của Chúa Cha mà Chúa Giê-xu vượt qua hết tất cả những cơn cám dỗ, gì vận dụng cái đức công chính và ý chí đó, tìm đức công chính mà Chúa Giê-xu sáng rực ngay chỗ này. Và đời của Chúa Giê-xu là đời cho không. Đời của Chúa Giê-xu là đời yêu thương. Đời của Chúa Giê-xu là quỳ xuống rửa chân cho các tông đồ.
anh chị em thấy không? Đời của Chúa là như thế. Vậy thì bây giờ anh chị em thấy đây, trở lại tất cả những người mặt thai mặt Chúa trần gian trong đó có tôi không? Nọ. Bây giờ những người thai mặt Chúa trần gian có làm được như Chúa không? Xin Chúa ban cho con người có tự do, phàm ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời thì Thầy sẽ tuyên xưng người ấy. Đó là tâm tình mà tôi muốn gửi cho anh chị em trong ngày thứ bảy hôm nay, là thứ bảy tuần thánh. Chiều hôm nay anh chị em trở về ngôi nhà của mình để anh chị em tham dự thánh lễ chọn phục sinh. Như vậy anh chị em sẽ tâm niệm một điều là Chúa Giêsu đã từng ở dưới thế gian này, đã từng phục vụ cho con người. Chúng ta hãy cố gắng sống tâm tình này để mỗi người chúng ta càng yêu thương nhau hơn và lãnh nhận được cái phước lành của Chúa ở đời này. Và chúng ta sẽ hiện diện ở trên nước thiên đàng khi chúng ta nhắm mắt được Chúa cho chúng ta về thiên đàng. Đó là tâm tình của mỗi người chúng ta. Bây giờ chúng ta cầu nguyện, rồi chúng ta sẽ nhận của lễ, rồi sau đó trao ban phước lành, rồi anh chị em mỗi người ăn cơm rồi chúng ta về. Bởi vì hôm nay là không có thánh, thánh lễ hôm nay là lễ dọn phục sinh, cho nên giờ này là Chúa còn đang ở trong con mồ, cho nên chưa có làm lễ được, mà chiều nay mới là dọn phục sinh. Cho nên anh chị em thấy hôm nay tôi tổ chức nghi thức này, cha mong rằng những cái ý nghĩ này, những cái ý nghĩa này sẽ làm cho anh chị em thay đổi cuộc đời, để mình sống tốt hơn, để mình hạnh phúc hơn. Bây giờ xin mời anh chị em cùng quỳ xuống cầu nguyện. Kính mừng bà Maria, thân Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Là Chúa Giêsu, với bản tính của Thiên Chúa thì đủ 3 ngày Chúa sẽ sống lại. Chắc chắn chúng con một ngày nào đó chúng con cũng sẽ nằm bất động như Chúa hôm nay. Vậy nếu ngày mai này con nhắm mắt chút hơi thở sau cùng, không còn hiện diện trong cõi đời này nữa, thì chúng con cũng hy vọng được Chúa cho sống lại. Chúng con cầu xin Chúa cho tất cả anh chị em đang có mặt ở đây, sau khi cử chỉ nửa chân này, tất cả mọi người yêu thương nhau, tất cả mọi người hãy nhớ lại Chúa Giêsu ở trần gian đã làm cho mình, thì chắc chắn mình cũng hãy làm cho anh chị em của mình. Tất cả chúng con đều tìm đến chân lý của Chúa là yêu thương nhau, là cho nhưng không, là ăn cây cỏ mang hạt giống, là đầy tớ cho nhau. Tất cả những điều này Chúa đã làm, đã dạy, đã thực thi. Chúng con quyết lòng sẽ thực thi tất cả những điều này khi còn sống ở cõi đời này, để một ngày nào đó chúng con chết nằm trong mồ, chúng con cũng sẽ được Chúa cho chúng con sống lại giống như Chúa ngày mai Chúa sẽ được sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Con vâng trong ngày Chúa, lòng con kính tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con ước mong Chúa ơi. Xin trở về Chúa, niềm tin đã ước mơ này được quên đi những đau lo, niềm vui theo bước chân Cha. Có hương trong cây Chúa, càng nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Giữa tháng năm đời sau, nhiều khi mưa đổ đêm
làm lòng người niềm đau cười nước mắt rơi những ngăn sau vòng đó còn tình yêu ngước lên trời tình thương Thiên Chúa muôn nơi ngàn năm soi ngắm tình tôi ở cùng anh chị em. Dạ, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mà. Amen. Chúc anh chị em một ngày được bình yên. Chúa. Bây giờ chúng ta hướng về nhà trung, chúng ta đọc kinh để chúng ta nói chung. Cầu xin Chúa hãy chữa lành cho tất cả mọi người. Chúng mình mong xin Chúa ban phước lành cho chúng con, nhờ của anh Chúa rộng ban cho chúng con nay nhờ Đức Kitô của chúng con. Chúng con kể gì danh Chúa nên từ cho các bạn lên hòm làm ơn cho nghỉ ngơi. Điều cuối cùng tôi thông báo với anh chị em là Chủ nhật tuần sau là Chủ nhật hai phục sinh, giáo hội mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Vậy chúng ta có thói quen dân thánh lễ lòng thương xót Chúa vào ngày thứ bảy. Vậy thứ bảy tuần sau, hôm nay là thứ bảy, thì thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ đại lễ lòng Chúa thương xót tại đây. Cha chỉ có một đề nghị nhỏ thôi, mỗi ngày 24 tiếng hồ thì anh chị em dành ra 10 kinh lòng thương xót Chúa để cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta và cầu nguyện cho mọi người trên thế giới, được không? Vậy anh chị em hãy cố gắng đến thứ bảy tuần sau là chúng ta sẽ cùng nhau để mừng đại lễ lòng thương xót của Chúa. Và coi như từ hôm nay đến ngày thứ bảy là chúng ta làm từng chủ nhật 9 ngày, nhưng mà nó không đủ 9 ngày thì thôi, thì 7 ngày cũng được, miễn lòng thành anh chị em. Vậy cha nói là từ nay đến thứ bảy, bắt đầu từ ngày mai cho đến ngày thứ bảy, mỗi ngày chúng ta đọc 10 kinh lòng Chúa thương xót để làm từng cũ, cầu nguyện cho cộng, cầu nguyện cho bản, cầu nguyện cho gia, cầu nguyện cho xã, cầu nguyện cho thế, cầu nguyện cho ai nữa. Vậy cảm ơn anh chị em. Rồi vậy chúng ta hãy sống đạo đức đi, chúng ta hãy sống thánh thiện đi, chúng ta hãy ăn cây cỏ hạt giống đi, rồi chúng ta sẽ thấy ơn cứu độ của Chúa đến với chúng ta. Còn nếu chúng ta ăn động vật thì Chúa sẽ nói rõ ràng là chúng ta sẽ đền nợ. Những ai đang uống thuốc, những ai đang đau bệnh, những ai đang què tợt, những ai đang khổ sở, đang đền nợ máu đó mà mình không hay. Vậy thì chúng ta ráng suy nghĩ chỗ này để chúng ta vượt qua cái đền nợ máu ở đời này. Còn cây cỏ này hạt giống đó là thức ăn của con người, Chúa dành cho chúng ta. Cuối cùng tôi cảm ơn anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em thứ bảy tuần sau là đại lễ lòng Chúa thương. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em được bình yên. Cảm ơn anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em tuần sau.
đâu có cần miếng đá làm bánh, chiều là kiếm liêu riêu. Chiều là phải nhậu liêu riêu. Ở đây tôi không có hề nói xấu nói hổ ai. Những người mà thay mặt Chúa trần gian đó thì ba cái cơn cám dỗ này dính hết. Thứ nhất là biến đá thành bánh. Có cha nào mà làm lễ không lấy tiền không? Đó. Cho nên đây là một cái mà nói về đại diện Chúa Kitô là thấy tiêu liền tức khắc. Chúa nói là đến với thầy thì phải bán tất cả. Đến với thầy bằng ti bố thí, bán của cải bố thí rồi. Đến theo thầy. Mà có cha nào mà dám buông tất cả để cho con chiên không? Kể cả cái sinh lễ còn lấy tiền đây nè. Vậy thì Đức Kitô thứ hai ở chỗ nào đây anh chị em thấy không? Trong khi Chúa Giêsu ở trong giường địa đàng biến đá làm bánh dẹp con, tìm đức công chính chứ không có tìm cái miếng bánh để ăn. Còn ta làm cha, ta là Đức Kitô thứ hai, ta tìm cái công chính ngay trong cái tiền sinh lễ hay là tìm cái việc làm lễ cho con chiên, mình không lấy tiền. Đó. Điều thứ hai, Chúa tìm đức công chính ở trên cao nhảy xuống. Các linh mục là những Đức Kitô thứ hai, giờ đây còn hơn thua đạo này, đạo nọ, đạo kia. Đạo tao là như thế này, đạo mày như thế này, đạo nọ như thế này. Anh chị em thấy làm Đức Kitô thứ hai được không? Điều thứ ba, Đức Kitô lên núi để nhìn thấy tất cả các vinh quang. Về các linh mục mà thay mặt Đức Kitô thứ hai, về điều này các cha còn tham lam, còn hơn thua, còn sân si, còn nóng giận. Trong khi Chúa Kitô là từ bi tuyệt đối, Chúa Kitô là yêu thương tuyệt đối, thánh thiện tuyệt đối, chân lý tuyệt đối. Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Trong khi Chúa dạy anh chị em là gì? Là cả đời anh chị em là được ăn trái cây mang hạt giống. Mà giáo hội lại dạy mình là một năm ăn chay có hai lần thôi. Nhưng mà thịt máu nóng không ăn, còn máu lạnh ăn tuốt tuột tuột. Vậy đó. Mà anh chị em nói đây là Đức Kitô thứ hai dạy tôi theo Đức Kitô này. Trong khi Đức Kitô này dạy ăn như vậy đó, mà Đức Kitô này dạy ăn như vậy, bây giờ anh chị em theo ai? Cho nên ngay cái chỗ này các cha phải mờ đi để Chúa lớn lên. Anh chị em giờ đây đừng có nghĩ rằng các cha là ông trời con được nữa. Dẹp. Thưa cha giờ kích của bác đây, cha có nhớ con không à? Cứ nhớ mãi mãi mà cha. Cách đây chắc cỡ 9-10 năm mới gặp lại cha, con của đạo. Vậy à? Dạ. Con ở Sa Đéc lúc thầy làm thầy ở nhà thờ Sa Đéc. Vậy à? Con có chở cha với cha Văn đi Sài Gòn mấy lần. Nhưng mà con thấy cha giảng cái lời cha nói rất là căng. Căng là lý do là cái ý của cha là từ trước giờ chỉ có một không hai. Đúng rồi, cha nói vậy thôi. Đúng. Đúng. Vậy mà con thấy cha nói như vậy mà theo lương tâm con đó là nghĩ là đúng như là tính thánh hiện dạy con không? Thầy con thấy là cũng là 90% trở lên. Còn 10% nữa là ai đúng? 10% nữa là 10% nữa là con chưa có hiểu là cái sự thật trên cái cõi đời nữa là như thế. Nếu mà nói về ăn chay mà như cha nói thì không có gọi là mùa chay. Không có mùa nào mùa chay, cuộc đời là chỉ có ăn trái cây với hoa quả thôi. Thôi cảm ơn con nhiều lắm nha. Bây giờ cha nói có một số cha mà không có tìm cái đức công chính ở trong cuộc đời của mình là đau khổ dữ lắm. Tội cho con chiên và tội cho các. Các cha mà các cha đi tìm đức công chính ra là các cha đi tìm quyền lực, chức quyền, tiền bạc. Làm linh mục là để tìm đức công chính ra là đi tìm chức quyền. Làm con chiên bây giờ không ai hiểu lời Chúa gì hết. Đó là ai lãnh quả đây? Ai lãnh quả đây? Mọi người lãnh đó. Cho nên cái trách nhiệm giảng dạy lớn lắm nha anh chị em. Tôi nói thật với anh chị em, bây giờ tôi sợ làm cha dữ lắm. Tôi sợ ghê gớm lắm. Tôi giảng dạy mà trật đường là tôi đi trước, anh chị em đi theo sau. Phải không nào? Trời ơi, con chiên này hiểu rồi, con chiên kia chưa hiểu. Mình lãnh hay ai lãnh? Tội gia quy trưởng nha anh chị em.
nhân thần tôi. Nhân thần tôi có một lời chứng lớn hơn. Lời chứng của Gioan, đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Tiếp theo, Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính người cũng làm chứng cho tôi. Bây giờ Chúa Cha làm chứng cho Chúa Giêsu chỗ nào? Chúa Giêsu làm chứng cho Chúa Cha, anh chị em hiểu chưa? Hiểu rồi em, bây giờ Chúa Cha làm chứng cho Chúa Giêsu chỗ nào? Này là con ta yêu dấu và đẹp lòng ta mọi đàng. Đó đâu phải là làm chứng con. Đó là lời khen của con ạ. Khi mà Chúa cầm 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời đọc lời chúc tụng là Chúa cầu xin ai? Cầu xin Chúa Cha. Lúc này Chúa Cha làm chứng là cho 5 chiếc bánh và 2 con cá cho 5.000 người. Vậy Chúa Giêsu có quyền năng không? Quyền năng đó từ đâu? Có phải Chúa Cha làm chứng cho Chúa Giêsu không? Đó, khi mà Chúa Giêsu mà chữa mò lành cho một thanh mù, Chúa Giêsu nhiễu nước miếng xuống đất, Chúa Giêsu lấy lên đét vô mắt, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời, Ê-pha-ta, hãy mở ra, cầu xin Chúa Cha hãy mở mắt cho anh này thì anh này được mở. Đó là Chúa Cha đang làm chứng cho Chúa Giêsu. Cầu xin Chúa Cha là Chúa Cha cho liền. Bởi vì Chúa Giêsu đi tìm đức công. Bây giờ linh mục nào mà làm như thế, bài đặt Đức Kitô thứ hai, anh làm lễ anh có không lấy tiền không, mà anh nói là anh làm chứng cho Chúa đây, Chúa Cha nào làm chứng cho anh? Bởi vậy trên thế giới này nửa triệu linh mục, nếu nửa triệu linh mục mà Đức Kitô thứ hai thì thế giới này đâu có đau khổ như vậy, đúng không? Tại sao nửa triệu linh mục mà tại sao thế giới vẫn là chiến tranh đau khổ loạn lạc chết chóc như thường như vậy đó? Vậy thì Đức Kitô thứ hai nằm ở đâu? Anh làm sao mà anh làm Đức Kitô thứ hai? Nếu anh là Đức Kitô thứ hai thì lại Chúa xin mở miệng lưỡi anh này là Chúa mở liền, Chúa sẽ làm chứng cho anh. Vì anh không làm chứng được cho Chúa Cha, làm sao Chúa Cha làm chứng lại cho linh mục Đức Kitô thứ hai được đây? Trong khi đó Chúa Giêsu làm chứng cho Chúa Cha là phải đổ máu trên cây thập giá vì làm phép quá bánh cá cho con người ăn. Chúa Cha sẽ làm chứng lại cho Chúa Giêsu, mày xin gì ta cũng ban ơn cho mày cả. Còn linh mục ngày hôm nay thay thế Đức Kitô thứ hai, linh mục cầu xin biết bao nhiêu được cái gì, có khi còn phản ứng ngược nữa đó. Vậy bây giờ anh chị em nhìn lên Chúa hay là nhìn lên cha? Mà các ông cha cũng phải suy nghĩ lại, giờ đây mình là một con người phàm phu, đừng có tưởng tượng là Đức Kitô là xưa lắm rồi, là khổ lắm rồi, là tội dữ lắm. Chúa ơi, phạm thượng chết luôn, phạm thượng chết. Bây giờ cha tiếp tục nè, cứ nhìn lên Chúa mà đi. Chúa thì dạy anh chị em là ăn chay sám hối cầu nguyện bố thí làm những việc lành phúc đức. Mùa chay này người Công giáo là giữ chay kiêng thịt, là kiêng thịt heo, thịt bò, thịt ngựa, thịt chó, thịt trâu, thịt cọp, còn rùa, rắn, sò, ốc, heo, cỏ gì đó ăn ráo trội là máu lạnh. Trong khi đó Chúa dạy mình là phải ăn trái cây mang hạt. Trái lại chưa? Vậy anh chị em nhìn lên Đức Kitô thứ hai hay là nhìn lên Đức Kitô? Xưa nay anh chị em cho rằng mấy ông là Đức Kitô thứ hai, bởi vậy cả cha con cùng xuống dòng xuống chung là như vậy. Trong khi Chúa Giêsu thì bảo ta là phải ăn trái cây cả đời, sinh ra đến chết là ăn trái cây mang hạt cả đời, mà giáo hội thì ai phải giữ luật kiêng thịt? Thưa những người từ 14 tuổi là mới giữ luật kiêng thịt, còn từ nhỏ cho tới 14 tuổi là không cần giữ. Trong khi Chúa dạy anh chị em là phải giữ ăn chay, ăn trái cây cả đời, mà giáo hội thì dạy 14 tuổi lên mới được kiêng thịt. Còn 18 tuổi thì ăn chay, mà 59 tuổi, 60 tuổi là nghỉ, từ 60 tuổi trở lên khỏi ăn, không tội lỗi gì. Ai dám khẳng định điều này? Ai dám nói là 60 tuổi trở lên là không ăn chay là không phạm tội? Mà anh chị em lại nghe, Chúa ơi, ngày nào còn sống trên mặt đất này là ngày đó vẫn còn phạm. Trời ơi, vậy mà cứ lúc vô trong cái chỗ là tao năm nay 60 rồi, không ăn, không nhầm nhòi, không ăn đi con, rồi biết không? Vậy mà anh chị em vẫn phải nghe, anh chị thấy điều này sai chưa?
bác được chưa? Bác làm tuyệt đối không nhớ luật này. Nhớ luật này là phạm tội, chứ không phải nhớ luật này là sung sướng. Ăn thịt không sao, vậy thì Chúa ở đâu? Trời ơi, thằng ông lo rồi không rồi mà ông bày đặt cái ông làm giám mục, cái ông theo luật này, ông ra luật này, ông bỏ luật kia. Giờ đây anh chị em phải nhìn thẳng lên Chúa mà đi. Và tôi kêu gọi hàng ngũ giám mục phải sửa mình ngay chỗ này. Anh là giám mục, anh để cho chiên, anh nuôi chiên chứ không phải anh cấm chiên. Anh lĩnh cho chiên làm điều này điều kia. Anh nói cho chiên biết là Chúa dạy con như vậy đó thì được. Còn bây giờ anh quyền gì mà anh nói là 60 tuổi trở lên khỏi ăn chay, không có tội. Anh quyền gì anh nói vậy? Rồi 14 tuổi trở lên thì giữ chay vì kiên thật. Còn 18 tuổi mới được ăn chay. Trời đất quỷ thần ơi, mới đẻ ra rồi nó đòi tiền má nó không được là nó đã phạm tội rồi đó. Chúa phán kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh ta sẽ được sức phục đi. Khi kêu đến ta, ta liền đáp lại. Lúc ngặt nghèo có ta ở kề bên, ta giải cứu và ban nghiệp vinh dự cho sống lâu tuổi thọ như này và hưởng ơn cứu độ ta ban, bởi vì ăn rau quả trái cây mang hạt giống. Amen. Sợ đúng không? Vậy muốn đi lên trời là phải đi cái con đường là ăn trái cây mang hạt và phải sống thánh thiện từ bi chánh chân lý. Và từ nay đi làm phúc bố thí yêu thương tha thứ, dường giữ mình buông bỏ và sống lòng thương, sống từ. Đồng ý chưa? Anh chị em thường nghe một cái câu dân gian người ta nói đó: cha mẹ sinh, cha mẹ sinh, sinh con. Hay trời sinh tính, tính tình, à tánh tình gì cũng được. Bây giờ anh chị em có sanh được cái tính đó không? Vậy ai sinh tính đó? Cứ đổ thừa ông trời mãi thôi. Ừ, mình phải chấp nhận đi, mình đừng đổ thừa. Đó. Bây giờ trở lại cái việc một tháng nay tôi khuyên anh chị em là thực thi lời Chúa là ăn cỏ cây mang hạt, mang hạt giống. Bây giờ cha thử hỏi anh chị em coi. Bây giờ cha thử hỏi anh chị em nha. Bây giờ cha phải đi vòng vòng thì kiếm người cho hỏi mới được. Từ xưa đến giờ con có em bé chưa? Chưa. Con được mấy em bé rồi? Ai có được em bé đầu lòng xin giơ tay lên cho cha con. Hả? Ai có em bé đầu lòng xin giơ tay lên cho con. Con có không con? Hả? Con có không? Con được mấy đứa rồi? Ba đứa. Ai có một đứa đầu tiên? Thôi ba cũng được không sao. Con đứa đầu tiên phải không? Rồi hai con đứng lên cả. Đứng lên hết đi. Anh chị nghe kỹ nha. Bây giờ cha hỏi con nha. Lúc mà con mang thai đó, những tháng đầu con mang thai thì gọi lại gì anh chị biết không? Ốm nghén. Ốm nghén. Những tháng mà con ốm nghén đó thì con thích ăn cái gì nhất? Con để sang nhiều. Dạ, con thích ăn đồ chua rồi đồ cháo. Con có thích ăn thịt cá không? Dạ không ạ. Sao vậy con? Tại con sợ. Sợ gì? Tự nhiên nó sợ rồi con không biết. Nhưng mà nếu con nghĩ con ăn được không? Con sợ mà con ăn được không? Con có ăn bao giờ không? Con có ăn nhưng mà nó không có ngon miệng đó. Dạ, và ráng ăn. Ráng ăn chứ mà ăn không được. Dạ. Ăn không ngon miệng. Không ngon. Nhưng mà ăn vô rồi nó có triệu chứng gì không? Dạ, ói ạ. Vậy là coi như ăn vô được thì ói ra. Dạ. Rồi, còn con thì sao? Lúc mà con ốm nghén đó thì con thích ăn gì nhất? Con thèm ngọt ạ. Thèm ngọt? Dạ, mía. Mía? Dạ. Còn gì nữa không con? Nó nhập việc mà thèm ngọt. Con có thèm thịt heo không? Mà con có ăn bao giờ không? Lúc ốm nghén? Tại vì con nghén mấy tháng đầu thôi à. Mà mấy tháng đầu con nghén vậy con có ăn không? Có ăn mà ít. Mà ăn vô rồi có phản ứng gì không? Lâu lâu cũng ói à. Nói chung là nó tiếp nhận không? Ói ra là nó không tiếp nhận. Rồi, cha cảm ơn hai đứa con nha. Chân đàn hoa tay đi.
Bây giờ cha hỏi tiếp một người nữa coi. Con, hồi lúc con được mấy đứa con rồi? Thưa cha, con được hai đứa. Được hai đứa? Dạ. Thì con cũng có lúc ăn ngọt, có lúc ăn chua cha. Thì cũng có cha. Thì con cũng như đứa đầu, nhiều khi con cũng ăn và ói ra cha. Dạ cảm ơn con nha. Nãy giờ anh chị em có nghe ba người phụ nữ trả lời giống nhau không? Giống không? Ừ. Lần đầu tiên vợ anh mang thai đó. Rồi anh có rình coi vợ anh thích ăn cái gì? Dạ thì dạ con thì thường anh chu hết chưa? Anh có ăn thịt cá gì được không? Dạ có ăn nhưng mà anh vô thì nói ra. Dạ. Sao anh biết? Tại vì con dòm thấy. Vì con mà chính bản thân con nó hút cái hói đó. Nói chung nó không chịu ăn thịt cá gì cả. Dạ đúng rồi. Lạ vậy ta. Lý do sao bây giờ tôi hỏi tiếp rồi. Thầy cảm ơn anh nha. Anh trả lời giùm tôi coi. Anh được mấy đứa con? Theo ba xung tuổi với ba đứa con quá. Dạ một cha được hai đứa. Hai đứa. Lần đầu tiên mà vợ anh ốm nghén đó. Vợ anh thích ăn cái gì? Anh có phát hiện ra không? Dạ được cha. Thấy vợ con ăn cua. Ăn cua hả? Cua rồi. Cua là có tỏ rồi cha. Mà nó có ăn thịt cá được không? Dạ không. Sao vậy? Thấy nghe mùi cá nó ối rồi nó không ăn được. Sao anh biết rõ quá vậy? Người ở nhà cũng biết. Giờ hỏi ai vậy? Bà, bà được mấy người con? Nhiều, xin mời bà đứng lên. Bà hỏi cho hỏi đơn giản. Hồi cách đây là 60 năm bà mang thai đó. Bà thấy bà bị ốm nghén đó, bà thích ăn gì? Ăn chua à? Ăn chua đi à? Có thích ăn thịt cá không? Thì sao? Sao vậy? Cảm ơn Chúa. Em có thấy một chuyện lạ không? Nghe kỹ nha, rồi mới thấy chuyện lạ nha. Bây giờ Chúa nói với con người như thế nào? Đây ta ban cho các ngươi mọi thứ lương thực là cây cỏ mang hạt. Chúa có nói ban cho trâu bò heo gà vịt không? Cho nên cái bào thai từ trong bụng mẹ không có chấp nhận ăn súc. Nhưng mà khi anh chị em ăn được là bởi vì anh chị em ép nó. Rõ ràng chưa? Đúng là Chúa không? Chúa đâu có cho ăn. Nãy giờ tôi hỏi biết bao nhiêu người phụ nữ là ăn thì ráng ăn nhưng mà ăn vô thì ối. Ối ra còn có một số người là nghe cái mùi là chạy mấy cái số. Có những người phụ nữ mà ổng ngán xong là vô bệnh viện nằm luôn. Nhưng mà tại anh chị em không lần dở lại lời Chúa, không hiểu ngay chỗ này. Cho nên ta kết luận là Chúa cho ta ăn động. Hầu như là đại đa số là người phụ nữ trong những ngày tháng ốm nghén là hầu như là khước từ động vật thức. Cá, thịt, tép, cua, heo, tôm, bò, khước từ sạch hết. Nhưng ăn là tại mình thấy mình ăn không được rồi, mình ép mình ăn cho mình có sức khỏe. Mà ăn vô thì cũng ói. Ói ra hả? Vậy Thiên Chúa từ khi tạo dựng anh chị em là Thiên Chúa đặt không cho anh chị em ăn động. Nhưng tại vì anh chị em thích ăn. Phải không nè? Vậy là anh chị em thấy anh chị em sai lời Chúa chưa? Sai ngay chỗ này. Từ khi tạo dựng vũ trụ thì Thiên Chúa tạo dựng con người, các loài động vật trên mặt đất. Thiên Chúa nói với con người: tất cả các loại cây cỏ mang hạt giống các ngươi được ăn. Còn động vật mà ta dựng nên, chim bay trên trời, cá lội dưới nước, thú chạy trên bờ, đây là một cái hình ảnh để ta trang trí cho vũ trụ và làm đẹp cho ngươi. Ngươi phải có bổn phận gìn giữ nó. Con người và động vật trước khi phạm tội, trước khi Adam và Eva phạm tội, con người và động vật nói chuyện với nhau. Bằng chứng là con rắn nó dụ dỗ bà e, nó nói chuyện với bà e. Nhưng mà lúc này đây con rắn nó không phải là quỷ mà nó là bị Satan mượn hình hài của con rắn để nói chuyện với bà e. Dạ. Đó. Cho nên
nên ngay từ khi dựng vũ trụ và dựng con người và dựng vạn vật thì con người và động vật đều nói chuyện với nhau, có quan hệ mật thiết như vậy với nhau. Và Chúa còn cho một cái quan hệ mật thiết thứ hai nữa, là khi dựng nên nó để làm đẹp cho vũ trụ và trang trí cho con người, và cả hai con người và con vật phải thờ ta. Mà sau khi con người phạm tội rồi, con người ăn luôn cả con vật. Cho nên khi mình lúc trước khi mà con người chưa phạm tội thì con vật với con người hiền không? Hiền, nói chuyện với nhau. Nhưng khi con người phạm tội rồi, vì con người có trí khôn cho nên khôn hơn con vật, cho nên bắt nó ăn thịt. Lúc này đây con vật có hận con người không? Hận con người, cho nên nó hãy nó gặp con người là nó sợ, nó chạy, hoặc là nó rượt nó ăn, nó cắn lại, hoặc là nó ăn thịt người ta. Như vậy là con vật nó trở thành một con vật dữ tợn là tại ai? Tại người ta. Anh chị em thấy không? Trăm chuyện là tại ai? Đây là một cái bào thai trong bụng. Nghe kỹ nha. Lúc này đây cái bào thai này nó không tiếp nhận động vật mà nó tiếp nhận thực, thực vật. Nhưng mà vì anh chị em cứ ép mỗi ngày một chút thì cái bào thai này nó không phải nó ăn mà nó tiếp nhận cái sự sống bằng từ nơi cái dòng máu của người. Bây giờ người mẹ này ăn cái động vật vô là máu động vật nó chạy vô con người, là cái bào thai này hấp thụ. Vậy thì mỗi ngày cái bào thai này đều hấp thụ những loại máu của động. Cho nên khi sinh con ra thì mẹ sinh, nhưng mà tính của con là ai sinh? Đứa con này nó dữ lên như con heo, con gà, con vịt, con chó, nó sân si, nó hơn thua. Cái tính này là ai sinh vậy? Vậy cha mẹ sinh con, trời sinh tính, cái câu này đúng hay sai? Hiểu chưa? Vậy từ nay trở đi còn đổ thừa ông trời nữa không? Vui chưa? Vậy bây giờ tiếp theo một cái câu hỏi thứ hai. Vậy cha mẹ hiền sanh con dữ, giờ đây có cha mẹ hiền không? Giờ đây cha mẹ của mình là đang ăn động vật, cái máu động vật, không hiền ở chỗ nào cũng cổ tổ tôi ơi. Cha mẹ đâu có cái chuyện cha mẹ hiền nữa. Cha mẹ của mình giờ đây là ăn ba cái động vật rồi, thì máu mủ của động vật nó dính vô mình, nó trở thành thú tính rồi. Mình ăn con chó thì máu con chó nó vô mình, nó nhập vô cái dòng máu mình, nó ở trong đó thì mình quấu quấu nó chứ ai vợ. Vậy thì có cái chuyện cha mẹ hiền không? Cái chuyện mà cha mẹ hiền sanh con dữ giờ đây không còn, câu này sai nữa. Bởi vì có cha mẹ hiền không? Có ai là hiền đâu, có ai ăn trái cây mai hạt giống mà nói hiền. Tất cả mọi người chúng ta đang ăn động, thì trong người chúng ta đang hấp thụ một cái dòng máu của con vật. Thì chúng ta không giống lông thì cũng giống cánh. Vậy thì còn cái chỗ nào cha mẹ hiền nữa không? Vậy từ nay trở đi là mình sanh con mình ra, còn cái tánh tình của nó ai sanh? Anh Út Trinh, anh có ý kiến gì? Anh chưa vừa bụng hả? Hả? Hồi đó, hồi vợ anh ốm ngán đó, anh cho chị ăn cái gì? Dạ thưa cha, con vợ con cũng ăn đồ chua vậy à cha. Vậy hả? Dạ, chứ ăn thịt cá cũng không được á cha. Anh thật ăn đồ chua không? Dạ thưa thật. Anh được mấy đứa con? Dạ thưa con được 2 đứa. Vậy hả? Qua đời hả? Vậy hả? Rồi, thôi cảm ơn anh nha. Vậy là anh chị em đồng ý cái vấn đề là Chúa cho mình ăn trái cây mai hạt giống chưa? Đâu có sai anh chị em. Quản hồn cái vụ mà ăn động vật chưa? Thôi vậy mình kết thúc được chưa? Tôi cũng mệt rồi, bụng ruột tôi nó nằm ngoài hết rồi. Thôi cảm ơn anh chị em nha.